话说呀，你打扫公寨屋正呀，trời mưa không cho tá túc，夜不留人。làm phiền rồi, ta ra ngoài bốc thuốc cho con gái, không ngờ lại gặp mưa to. Không想到碰上了大雨。Được vào đi, trời tối lại mưa to. Bạn sẽ không biết thứ dơ bẩn nào trên đường. Đang tìm đến chỗ bạn qua đêm đâu. Nào, đến đây nào. Từ khi cho bà cụ này trú mưa, thì cứ đến đêm là con trai nhà họ Tào lại bỏ lên xà nhà. Rồi u ám nhìn người nhà, dân quê đều biết ngồi trên xà nhà phong thủy sẽ chết người. Lúc này nhà họ Tào mới biết họ đã rước quỷ vào nhà. Thế là lập tức đi mời thẩm gia. Thẩm gia là người gõ canh trên trấn. Anh ấy có bát tự thuần dương, thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Cả đêm 15 tháng 7 anh ấy cũng vẫn gõ canh như thường. Là loại người mà tà vật e ngại nhất. Thẩm gia vừa bước vào thì con quỷ đã hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng thẩm gia vừa liếc mắt đã chú ý đến những vò rượu trong nhà. Vò gốm kiểu này là chỗ quỷ ma thích lẩn trốn nhất. Thẩm gia nhanh chóng đốt nhang dụ quỷ. Cửu linh thần tôn, xin ban cho ta hỏa nhãn để nhìn rõ vạn vật. Sau khi tàn nhang rơi vào vỏ, ma quỷ vô tình hít nhang, thì chỉ cần nhìn vỏ rượu nào có khói bốc ra là quỷ đang ở trong vỏ rượu đó. Trong miệng có thể phán đoán nơi này chỉ có một con quỷ già. Thẩm gia lập tức cầm một vò rượu, rồi vẽ bùa trấn quỷ lên đó. Lão quỷ không thể động đậy dưới uy lực của bùa. Sau đó thẩm gia lấy một cây dù thu quỷ ra, để xử lý triệt để lão quỷ. Trấn khí vạn thượng. Con quỷ nham hiểm này đã hãm hại biết bao người vô tội, tích bao âm nghiệt. Dù có được độ hóa đi đầu thai, thì chắc chắn kiếp sau cũng là người gian ác. Chỉ bằng đốt chết nó ngay lúc này, cũng xem như là một công đức. Nhưng tiểu thiếu gia nhà họ Tào lại vẫn hai mắt thâm quầng, ánh mắt u ám. Vừa nhìn đã biết bị chúng ta. Nhà họ Tào vội vàng mời đạo sĩ đến thanh tẩy ngôi nhà. Nhưng đạo sĩ nhìn độ dài ngắn của nhang trên lư hương, không khỏi phiền lòng. Con người có phúc có họa, có chăng chỉ là không may. Nhang cũng có số kỵ nhất là hai ngắn ba dài. Nhang mà đốt kiểu này, người ta gọi là nhang quan tài. E rằng có người muốn nhà các người có thêm một cổ quan tài rồi. Người nhà họ Tào nghe thấy liền sợ hãi. Nhà họ chỉ còn đứa con nối dõi này thôi. Rốt cuộc là ai mà độc ác đến thế? Cả một đứa nhỏ mà cũng không tha. Đạo sĩ bấm quẻ mệnh cách cho cậu bé. Rõ ràng là số sống thọ lại giàu có, không thể nào lại yểu mạng như thế này. Trừ khi có người cố ý phá phong thủy nhà này, muốn nhà này gặp họa. Trong một năm gần đây, các người có từng xích mích gì với ai không? Nghe đạo sĩ hỏi thế, người nhà họ Tào bỗng nhớ ra, một năm trước lúc họ đang sửa nhà thì có một người thợ quẻ đến làm việc. Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ tiểu thiếu gia? Chuyện gì vậy? Xin lỗi tiểu thiếu gia, sợ rồi phải không? Ta không cố ý đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Mau đi đi, xin anh đấy, xin anh thương xót trả lương cho ta đi mà. Cậu làm bị thương tiểu thiếu gia nhà chúng ta mà còn đòi lương. Cậu mau đi đi, ta đã làm hơn nửa tháng rồi mà. Ít thôi thì anh cũng phải tính lương cho ta chứ. Đi đi. Người thợ này vốn đã có tật, kiếm được việc làm là đã không dễ rồi. Dù anh ta có cố gắng xin lỗi, hèn mọn như một con chó, thì nhà họ Tào vẫn ỷ vào quyền thế, tùy ý bắt nạt anh ta. Nhưng điều họ không biết là, một người thành thật khi đã ác hóa thì sẽ ác kinh người, sẽ không cho ai cơ hội xin tha thứ. Sau khi anh thợ xây rời khỏi thì đã nhặt một chiếc giày rách, rồi đi đến cửa lớn nhà họ Tào trong đêm. Trên đời tam tài là thiên địa nhân, trong nhà tam tài là lò chủ cửa. Một khi cửa lớn của nhà bị người ta động chạm, thì nhà cửa sẽ không yên, dễ tan cửa nát nhà. Thật sự không nên. Các người không nên đắc tội một thợ xây que. Đạo sĩ muốn nhờ cơn gió để tìm tí thuật. Rất nhanh ông ta đã tìm ra chiếc giày rách. Ông ta bọc chiếc giày rách trong một tấm vải màu đỏ, rồi làm phép để phá giải bùa chú. Như thế mới có thể phá lời nguyện của người thợ que. Nhưng để bảo đảm, ông ta quyết định bỏ chiếc giày rách vào dầu sôi.
Bỏ chiếc giày này vào chảo dầu đang sôi, sau đó tìm một cây bưởi, rồi chôn nó xuống đó. Như thế mới phá giải được. Sau khi làm xong pháp sự, đạo sĩ cũng rời khỏi. Nhà họ Tào muốn hậu tạ ông ta nhưng đạo sĩ lại khách sáo từ chối. Nhìn có vẻ là một người tốt bụng, nhưng vừa quay đi ánh mắt ông ta chợt lạnh đi. Mà lúc đạo sĩ bỏ đi còn căn dặn nhà họ Tào nhất định phải để một cái chổi ở cửa để nhắc nhở những người nhàn rỗi đừng bước vào. Thẩm Gia Gõ Canh đi ngang qua nhà họ Tào, sau khi nhìn thấy cây chổi liền lập tức bước đến hỏi. Nhưng quản gia lại thận trọng bảo là do đạo sĩ chỉ dạy, rồi không nói gì nữa lập tức đóng cửa. Thẩm Gia vốn định hôm sau đến hỏi thăm, nhưng sư thúc anh cô của anh ấy lại đến. Tuy anh cô cũng học Mao Sơn Thuật, nhưng bà ấy đã sớm bỏ thuật theo y, giờ chỉ tập trung vào những căn bệnh khó. Tiểu thư, có phải gần đây hay lạnh tay chân không? Vâng, tiểu thư, cô ở khuê phòng quá lâu thiếu dương khí, rất dễ bị mấy thứ dơ bẩn nhòm ngó đấy. Đại sư, xin bà giúp ta đi tìm một lang quân như ý, sớm ngày lấy chồng điều hòa âm dương, da vẻ cũng tốt hơn. Này cậu kia, lỗ tai to, mặt mày sưng phù, thật yếu, có phải thường xuyên tiểu đêm không? Bà mới thật yếu đó, thật yếu dữ lắm đó. Bà là đồ lang băm, cậu không bốc thuốc là yếu chết cậu luôn đó. Sư thúc này của huynh có hay đoán nhầm bệnh không? Ngày nào cậu cũng thức khuya làm gì vậy? Không làm gì cả. Nhị Dũng vô cùng bất mãn với lời chẩn đoán của anh cô. Để chứng minh thực lực của mình không hề suy giảm, anh ấy lập tức hẹn nữ đồ đệ của anh cô đi ăn. Ngờ đâu đạo sĩ tối qua đang ngồi ở bàn bên cạnh hai người họ, mà con người Nhị Dũng hễ mở miệng nói rồi nói không để ý gì cả. Con người rồi cũng có ngày chết thôi, ông trời đã định sẵn rồi. Cô nói xem, con người chết rồi biến thành ma, vậy ma có thể biến thành người không? Có khi nào là người không ra người, ma không ra ma không? Thế thì là cái gì nhỉ? Không biết câu này của Nhị Dũng đã chạm trúng dây thần kinh nào của đạo sĩ, mà ông ta lại vén cái giỏ bên cạnh lên rồi thả ra một con rắn đen. Con rắn đen nhanh chân bò vào trong ống quần của Nhị Dũng. Nhị Dũng thì đang ăn đến miệng đầy dầu mỡ, căn bản không hề phát giác. Nhưng đột nhiên, Nhị Dũng, thứ chui vào cơ thể Nhị Dũng chính là hắc sáo xà mà người người đều sợ. Loài rắn này là loài rắn âm độc nhất trong cổ thuật. Sau khi luyện thành thì âm xà cổ sẽ có thể hút hồn con người. Nhưng muốn luyện loại cổ này thì mùng 5 tháng 5 mỗi năm phải bắt 100 loại độc trùng bỏ vào một cái chậu, sau đó bịt kín chậu chôn xuống đất để độc vật tàn sát nhau trong 7-7-4-9 ngày. Con hắc sáo xà duy nhất còn sống chính là mẫu cổ của âm xà cổ. Sau khi mẫu cổ bò ra khỏi chậu thì treo nó ngược lên cành cây rồi đánh nó suốt mấy ngày. Mẫu cổ chỉ có thể nghe theo chủ nhân, sai đâu đánh đó. Một khi nó chui vào cơ thể người thì người hạ cổ có thể bắt đầu khống chế mẫu cổ để hành hạ người dính cổ. Có thể luyện được loại cổ này chắc chắn phải là một người rất hiểm độc. Sư phụ, sư ca ơi, không hay rồi. Bọn con vừa ăn xong thì mình ấy tự dưng như thế, xem ra là có thứ dơ bẩn rồi. Thẩm Gia lập tức lập đàn lấy máu, sau đó dùng giấy bùa đốt máu, rồi đặt máu vào gương bát quái để khai quang. Máu trừ tà kết hợp với mực đen tạo thành một sợi chỉ màu đen để tăng cường hiệu quả trừ tà. Sau đó Thẩm Gia dùng sợi dây kết hợp máu mực đó quấn quanh tay và hai chân của Nhị Dũng, giống hệt như trói chân cố định cho người chết. Kính xin sư tổ giúp đỡ biến bút này thành bút khai quang, bút điểm linh châu quang, xua đuổi hết tà vật. Sau đó Thẩm Gia đã dùng cây bút này chấm từ trái cổ Nhị Dũng từ từ lên trên. Sau khi Nhị Dũng phun ra một luồng khí bẩn thì dưới bụng chui ra một con hắc sáo xa. Thẩm Gia lập tức chém nó làm hai rồi để lên la bàn. Núi sông có đường, thiên địa trùng phùng, thần linh chỉ lối, đông tây nam bắc. Nhờ năng lực vạn vật trở về, Thẩm Gia nhanh chóng tìm được đến nhà đạo sĩ. Ba người đẩy cửa đi vào nhưng trong nhà chỉ có một cô gái. Chào hỏi, mấy người tìm ai? Lúc này đạo sĩ lại tỏ ra mình chỉ là một lão nông dân không biết gì, mà trong nhà cũng không có gì bất thường. Thẩm Gia tưởng đâu mình đã tìm nhầm chỗ lập tức rời khỏi. Ai ngờ tối đến mười mấy người dân trong thôn lại như bị ai khống chế,
bước ra khỏi nhà với gương mặt ngây dại. Mà những người này đều từng uống rượu của nhà họ Tào hôm trước. Nhà họ Tào là tiệm ủ rượu duy nhất trên trấn. Rượu của tiệm họ đều được ủ bằng nước giếng trong vườn nhà. Nhưng giếng này đã sớm bị hạ bùa Thái Huyền Dương Sinh. Vào cái hôm đạo sĩ kia đến đây thanh tẩy, loại bùa thất truyền đã lâu này và dùng để hoàn hồn người chết. Nghe nói người uống nước bùa này sẽ bị hợp hồn tu luyện để giúp người chết hoàn dương. Thẩm gia nghe thế, lập tức nghĩ đến thiếu nữ ngồi yên bất động trong nhà đạo sĩ. Cô ta rất giống một thi thể. Hơn nữa lần trước bước vào thì đã đụng ngay một chiếc chuông gió. Chuông hồn vang lên, tai nghe không rõ. Đốt ba cây nhang, mắt nhìn không thấu. Chắc là từ đầu họ đã bị che mắt. Thẩm gia vội đến đó lần nữa, nhưng vừa đẩy cửa nhà đạo sĩ thì đã bị cuốn vào một nơi âm u. Đây ắt hẳn là cảnh u ám do đạo sĩ bố trí. Hồi sinh người chết là làm trái ý trời, trời đất không dung. Sống giữa trời đất, âm dương sinh ngũ hành, âm dương dưỡng dục, vốn cùng một gốc, hóa luyện linh hồn, sao có thể là làm trái ý trời? Thẩm gia nghe xong như mơ như mê. Âm dương giao hòa là pháp tắc của vạn vật thế gian. Xuân sinh, hạ tốt, thu khô, đông diệt, sinh lão bệnh tử vốn là đến lúc ắt xảy ra. Nào có chuyện đảo lộn âm dương, hồi sinh người chết chứ? Ta không cần biết pháp tắc thiên địa gì cả, ta chỉ muốn cứu con gái ta thôi. Sau đó đạo sĩ đối mặt làm phép hồng thu phục thẩm gia. Thì thẩm gia cảm nhận được có luồng pháp lực, nhưng trước mắt lại tối đen như mực. Thế là anh ấy đã nhanh chóng dùng lá liễu để mở mắt. Đây mới là rắn làm phép thật sự của đạo sĩ. Sau đó âm xà liền nhào về phía họ. Con rắn này uyển chuyển nhanh nhẹn, lại rất có sức tấn công. Nhưng thẩm gia là người diệt ma, dư sức đối phó con rắn kiểu này. Mẫu cổ chết đi, thẩm gia mới có thể trở về hiện thực. Nhưng trong phòng lúc này lại đang được bày trận pháp. Trên trần là 36 thiên cương, dưới đất là 72 địa sát. Nó có nghĩa là mở cửa trời, đóng cửa địa phủ, có thể tuyệt đường của quỷ, giúp người chết giữ lại hình người. Nhưng dương thọ của con người đã được ghi trên sổ sinh tử của địa phủ. Để qua mắt đầu trâu mặt ngựa, đạo sĩ đã sớm lập một ngôi mộ cho con gái. Nhưng trong quan tài chỉ là một hình nộm, trên đó còn ghi ngày sinh bát tự và ngày chết của con gái. Như thế có thể tránh né thần linh, tránh phải luân hồi. Không thể không nói có người cha biết phép thuật thật là tuyệt. Lúc thẩm gia dẫn người đến thì đạo sĩ đã sớm đưa thi thể con gái rời khỏi và biến mất không tung tích. Để tìm được họ, thẩm gia đã bày trận bát phương xuyên đêm. Trời có 8 cửa thông bát phong, đất có 8 hướng thông bát quái. Sau khi thẩm gia khởi động trận bát phương, anh ấy đã nhanh chóng đoán được đạo sĩ đang trốn ở hướng đông nam trấn này. Mà lúc này đạo sĩ đang làm phép ở hướng đông nam. Ông ta muốn hóa luyện mười mấy linh hồn sống này để giúp con gái đã chết sống lại. Thẩm gia chạy đến ngăn cản, nhưng đạo sĩ vừa lắc chuông khống chế linh hồn trên tay thì mười mấy con người như cái xác không hồn kia lập tức xông về phía thẩm gia. Anh cô và nhị dũng nhanh chóng dùng dây khóa hồn để trói đám người này lại. Thẩm gia nhanh chóng bày ngay một trận pháp. Lúc đạo sĩ phóng qua, thẩm gia lập tức đốt bùa khởi động trận pháp. Lúc này đạo sĩ gần như phát điên. Ông ta túm lấy sợi dây đang cháy, bay đến so tài cao thấp với thẩm gia. Ngờ đâu chưa được mấy hiệp thì đã bị thẩm gia khống chế. Khi chỉ còn lại một hơi thở, đạo sĩ vẫn bỏ về phía con gái. Nhưng chính trong lúc này thì đèn tục mệnh của con gái lại tắt. Đạo sĩ thấy thế cũng chút luôn hơi thở cuối cùng, đã không thể giữ con gái ở dương gian, vậy thì cùng con gái bước trên con đường hoàng tuyền vậy. Có lẽ cái chết cũng không phải kết thúc, mà đó chỉ là một hình thức sống khác mà thôi. Chấp niệm với cái chết chẳng qua chỉ là nỗi sợ của người sống với điều chưa biết thôi. Cha ơi, giày cha rách rồi, con may cho cha một đôi khác nhé. Được rồi, do vấn đề bản quyền nên câu chuyện hôm nay chỉ đến đây thôi nhé.